Rồi, hiện tại em muốn mẫu B1 này, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha mọi người nha. B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. B1 em còn màu trắng hồng, trắng xanh và trắng đen. Size chuẩn từ 34 cho size 40 nè. Nhưng mà mỗi size chỉ còn vài đôi thôi nha mọi người nha. Mỗi size chỉ còn vài đôi thôi ha mọi người ha. Rồi, anh mua mẫu B1 này nữa mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha mọi người nha. Hiện tại mẫu B1 này em chỉ sale cho đúng 5 tình yêu nữa thôi ạ. 5 tình yêu cuối cùng đặt hàng ngay trên live em mẫu B1 này mình sẽ được mua với giá sale là 199.000 nha mọi người nha. 5 tình yêu cuối cùng đặt hàng ngay trên live mẫu B1 này mình sẽ được mua với giá sale là 199.000 ha mọi ha. Đế cao su dẻo vải da mềm và là hàng giày form ôm. Đế giày chuyên dụng hạn chế sự trơn trượt đi mưa rất thoải mái giúp em nha mọi người nha. Là dành cho đôi trắng hồng ha mọi ha. Đôi trắng xanh dành cho tình yêu nào muốn mang giày năng động, trẻ trung và cá tính thì chọn liền cho em đôi trắng xanh nhọc nha. Thật sự với mọi người luôn, trong ba màu giày này em thích nhất là màu trắng xanh. Bởi vì nhìn nó đơn giản, nhìn nó trẻ trung. Tình yêu lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều có thể mang được mẫu này ha. Ai mà lớn tuổi mang mẫu này nhìn nó rất là trẻ trung nha mọi người nha. Còn ai mà nhỏ tuổi mang mà rất là cá tính ha mọi người ha. Ok, bích trang cho mình màu trắng đen nè. Rồi tình yêu son Nguyệt Sơn Ngọc Dung màu trắng xanh em chốt đơn hàng cho mình luôn nha. Thanh Trúc màu trắng đen chốt đơn hàng luôn ha. Thùy Cam chốt đơn hàng cho mình luôn nha. Thùy Cam ơi, hiện tại muốn mua mẫu B1 này nữa mọi người tranh thủ lên đơn hàng em là B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Mẫu B1 ha mọi ha, 199.000 và đúng 5 tình yêu nữa thôi nhận nha. 5 tình yêu cuối cùng đặt hàng ngay trên live em mẫu B1 này mình sẽ được mua với giá sale là 199.000 dành cho mẫu van đế cao su dẻo vải giày cao cấp và là hàng giày form ôm. Đế giày chuyên dụng hạn chế sự trơn trượt đi mưa rất thoải mái cho em nha mọi người nha. Đi mới rất thoải mái cho em luôn hồi ha. Ok, anh Trúc nè, em chúc đơn hàng cho mình luôn nha, anh Trúc nha. Màu trắng xanh, màu trắng hồng và màu trắng đen, ba màu cho mọi người chọn lựa nha. Cái ốp rồi, ok tình yêu Sơn Ngọc Dung, đô của chị là size 39 nha tình yêu nha. Rồi em chúc đơn hàng cho mình ha tình yêu ha. Rồi, hiện tại em muốn mua mẫu B1 này nữa mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha mọi người nha. Tình yêu nào bỏ lỡ qua cơ hội ngày hôm nay là tiếc lắm đó mọi người ơi. Mẫu van này ở ngoài thị trường đang bán với giá là 420.000. Có shop bán 450, có shop bán 480.000 đồng một đôi nha mọi người nha. Đế cao su dẻo vải giày cao cấp và là hàng giày form ôm. Đế giày chuyên dụng hạn chế sự trơn trượt đi mưa rất thoải mái cho em ha mọi ha. Em bẻ cong là như thế này luôn nha mọi người nha. Bẻ cong là như thế này và thả ra đế giày cũng không hề có một vết cấp vết nứt gì hết ha. Phong giày vẫn đẹp như bình thường nè. Thì tình yêu nào muốn mang giày đơn giản màu sắc nhã nhặn chọn liền cho em đôi trắng đen này nha mọi người nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh ha mọi ha. Tiếp theo là mẫu D1 nè, màu trắng là mẫu B1 màu trắng xanh nè và cuối cùng là màu trắng hồng nha mọi người nha. Mua và bán điện thoại cũ 199.000 đôi B1 size 40 màu gì tình yêu ơi. Size của em là giày thể thao nữ nha mọi người nha. Giày thể thao nữ size chuẩn từ 34 cho size 40 à. Nguyễn Phượng trắng hồng ba bạn em chúc đơn, Nguyễn Long trắng đen và sẵn chúc đơn luôn ha. Rồi, bên em thì đế cao tầm khoảng 3 phân nha mọi người nha. Mẫu này bên em là hàng đế giày đa năng chuyên dụng nên đế cao tầm khoảng 3 phân thôi. Và khi mọi người mang đi học, đi làm, đi chơi, tập gym, chạy bộ, tập thao ok cho em luôn thì mình sẽ được mang mẫu này mọi người yên tâm hoặc rất là thoải mái, rất là dễ chịu và rất là đi chạy nhảy đều được hết nha mọi nha. Mang đi đâu cũng được hết cho em nè ha. Và đế cao 3 phân như này thì khi mọi người mang lên chân nó sẽ ăn gian chiều cao tầm 5 đến 6 phân lận nha mọi người nha. Tầm 5 đến 6 phân lận ha mọi người ha. Ok tình yêu điện thoại cũ màu trắng xanh size 40 em chốt đơn hàng cho mình mẫu B1 199.000 nha tình yêu nha. Rồi, ai mua mẫu B1 này nữa mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha. B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Hiện tại mẫu B1 em đang bán với giá là 199.000 nha VV Nguyễn nha. 199.000 ạ. Ai mua mẫu B1 này mọi người tranh thủ lên đơn hàng em là
B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Màu thì em có 3 màu cho mọi người chọn lựa. Màu trắng hồng dành cho tình yêu nào muốn mang giày dễ thương, màu trắng đen dành cho tình yêu nào muốn mang giày đơn giản nhã nhặn, và màu trắng xanh dành cho tình yêu nào muốn mang giày năng động, cá tính và trẻ trung ạ. Thì hiện tại em muốn mua mẫu B1 này, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha mọi người nha. Ha, năm tình yêu cuối cùng đặt hàng ngay trên em mẫu B1 này mình sẽ được mua với giá sale là 199.000 nha mọi người nha. Ok, Duyên My màu trắng đen chốt đơn hàng cho mình luôn nè. Rồi, hiện tại muốn mua mẫu B1 này nữa, tranh thủ lên đơn hàng ngay và luôn cho em nha mọi người nha. Đừng bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, sẽ rất là tiếc đó mọi người ơi. Đế cao su dẻo vải da mềm, dây này mọi người mang cào cấu va chạm thoải mái cho em luôn, cũng không hề xuất hiện đường xước hay có tình trạng bong tróc da nha mọi người nha. Ok, đa lên màu hồng mẫu B1 199.000 chốt đơn hàng cho mình nha, Đa Linh nha. Rồi, thì mọi người ơi, hiện tại mẫu B1 này ha mọi người ha, em đang bán cho mọi người với giá sale là những mẫu hàng giày cao cấp bên em nha mọi người nha, với giá sale bằng giá bỏ sỉ luôn ạ. Thì thứ nhất, em bên Limelight làm sao mọi người nhận hàng y chang như vậy giúp em nhận nha. Thứ hai là mọi người yên tâm cho em là em đảm bảo với mọi người với giá 199.000 đồng này thì 500 đồng cũng không lo bị mắc nha mọi nha, không có lo bị hớ đâu ha mọi người ha. Rồi, thì em mua mẫu B1 em đang cầm trên tay, mọi người tranh thủ giúp em liền nha mọi người nha. Nhanh tay lên đơn hàng cho em liền nha. Ba tình yêu cuối cùng nữa thôi ha mọi người ha. Ba tình yêu cuối cùng tranh thủ lên đơn hàng giúp em là B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Đế cao su dẻo vải da mềm và là hàng giày form ôm, có size của từ có size nữ từ 34 đến size 40 nha tình yêu nha. Em có size 34 nha, đếm ánh sao nha. Rồi, hiện tại em mua mẫu B1 này, mọi người tranh thủ giúp em liền nè. Từ từ nha Vy Oanh nha, đợi lâu quá thì mình thoát có thể thoát ra khỏi live ha. Hiện tại những tình yêu nào mình đang theo dõi livestream của em để mình chờ đợi kết quả công bố á, trúng thưởng thì mọi người ơi, ai chờ đợi thì mình ở lại trong live nha, còn không chờ đợi được thì mình có thể thoát ra khỏi live ha. Và tí nữa khi em công bố kết quả xong rồi, em kết thúc live rồi thì mình về mình xem lại kết quả giúp em nha tình yêu nha. Còn ở đây mọi người hố em cũng không có được đâu ạ, bởi vì em chưa nhận được kết quả mọi người ơi, em chưa nhận được kết quả nha mọi người nha. Vy Thị Anh ha. Rồi ok, Đa Linh nè, lấy xin hỏi này em nha. Ok, Đa Linh luôn ạ, em cảm ơn chị nha. Rồi, hiện tại tình yêu này muốn mua mẫu B1 này nữa, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền ha. Em không bán giày nam mọi người ơi, em chỉ bán giày thể thao nữ thôi ạ. Rồi, Cẩm Vân em chốt đơn hàng luôn nè. Màu trắng hồng, màu trắng xanh và màu trắng đen, size chuẩn của nữ từ 34 cho đến size 40 nha mọi người nha. Khi nào ai muốn mua mẫu B1 này với giá sale là 199.000, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền ha. B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Trần Thị Tân ơi, em đừng spam nữa, em kích mình ra khỏi live đó nha tình yêu nha. Rồi, hiện tại mẫu B1 em đang bán cho mọi người đúng không ạ? Đây, như màu trắng xanh này nha mọi người nha. À, bên em là hàng Việt Nam xuất khẩu giày thể thao nữ nha mọi người nha, size chuẩn của nữ từ 34 cho đến size 40 ạ. Thì ở nhà mọi người mang size nào đặt giúp em size đó chắc chắn là vừa nha tình yêu nha. Chứ bây giờ mọi người hỏi em là chân dài bao nhiêu cm rồi mang bao nhiêu cho vừa là không có được đâu mọi người ơi. Thật sự là em không biết được mọi người ạ. Mình thông cảm em nha. Thì ở nhà mọi người mang size nào đặt giúp em size đó chắc chắn là vừa ha mọi người ha. Nên là mọi người cứ tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha. B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày. Ok không ạ? Ok, Trang Phan màu trắng hồng mẫu B1 với giá 199.000 em chốt đơn hàng cho mình nha. Nguyễn Vũ lên em chốt đơn hàng cho mình luôn nè. Rồi, Nguyễn Thị Tuyết Nhu chốt đơn hàng cho mình luôn ha. Rồi, hiện tại những tin yêu này mình đang theo dõi livestream của em, mọi người ơi, giúp em lên đơn hàng đúng của bác em nha mọi người nha. B1 cộng 199K cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Hiện tại bây giờ thì em xin phép được kết thúc chương trình sale mẫu B1 này luôn nha. Thì những tình yêu nào mình muốn sở hữu đôi van cao cấp này thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha. Chỉ tình yêu nào mình lên đơn hàng thì mình mới được mua mẫu B1 này ha. Đế này mọi người yên tâm cho em luôn, mang đi mưa nước thoải mái cũng không có sợ bị mục đế, mòn đế hay gãy ngang đế nhỏ nha. Không có sợ bị mục đế, mòn đế hay gãy ngang đế đâu mọi người ha. Yên tâm 100% về chất lượng cho em nè. Ha, bẻ phong thoải mái cho em luôn nha mọi người nha. Vải da mềm, cào cấu, va chạm ok cho em luôn, cũng không có
sợ bị bong chóc da. Mọi người mang dơ sơ sơ thì có thể lấy khăn ướt lâu sơ trên bề mặt cho em thôi là sạch tinh như mới rồi. Nếu mà tình yêu nào mang mà dơ quá thể rồi ha, dơ quá thể rồi thì mọi người có thể lấy bóp chà giặt thoải mái cho em nhận nha. À, sạch tinh như mới cho em luôn ha mọi người ha. 199.000 nha Ánh Tuyết nha. B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Màu trắng đen nè, màu trắng xanh nè, và màu trắng hồng nha mọi người nha. Size chuẩn của nữ từ 34 cho đến size 40. 3 màu cho mọi người chọn lựa: màu trắng hồng, màu trắng xanh và màu trắng đen ạ. Giá bán hiện tại trên line là 199.000 nhộn nha. Còn tình yêu là mình sợ em lừa đảo mọi người, mất thật với mọi người luôn. À, không ai rảnh mà lên trên line lừa mọi người được hết đâu mọi người ơi. Không thể nào mà lên trên line nói vài ba câu là lừa được mọi người đâu nha các tình yêu nha. Bây giờ người ta khách hàng người ta rất là thông minh và thông thái ha mọi người. Thì ngày hôm nay em đang bán cho mọi người với giá là 199.000 nha mọi người nha. Rồi, và cuối cùng đó chính là màu trắng hồng ha mọi ha. Size chuẩn của nữ từ 34 đến size 40 ạ. Thì hiện tại những tin yêu nào mình đang theo dõi livestream của em, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha. Dạ ok, trang và em chúc cho mình size 35 nha tình yêu nha. Rồi, hiện tại muốn mẫu B1 này mọi người tranh thủ giúp em liền nha. Nhanh tay lên đơn hàng đối với em là B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Ok, Nguyễn Thanh Vũ màu trắng xanh size 37 em chốt đơn hàng cho mình nha. Hà Chu màu trắng đen size 37 em chốt đơn hàng cho mình luôn ạ. Rồi mọi người ơi, hiện tại những tình yêu nào mình chưa sở hữu đôi B1 thì mọi người mẫu qua thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha mọi người nha. Còn bây giờ thì em sẽ biết qua mẫu tiếp theo ha mọi người ha. Thì mẫu van thì em còn khá là đủ màu và đủ size cho mọi người. Còn khá là đủ size cho mọi người. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em sẽ qua một mẫu tiếp theo ha mọi người ha. Mẫu này thì em sẽ mọi người thông cảm cho em nha mọi người nha. Mẫu này thì bên em đang bị lẻ size ra và còn size nhỏ thôi ha mọi người ha. Rồi, mẫu em đang nói tới đó chính là mẫu A1 em đang cầm trên tay. Mẫu này ở ngoài thị trường có tên là Adidas R2 nha mọi nha. Thì mẫu này ở tại shop em đang bán với giá là 350.000. Có shop bán 380, có shop bán 400.000 đồng một đôi. À, và như mọi người biết luôn là mẫu van này bên em là đế cao su dẻo nha mọi người nha. Vải dày cao cấp ha mọi ha. Thì mẫu van này bên em ở tại shop em bán 350.000 và ai qua lấy xỉ của em tối thiểu 50 đôi mới có giá 169.000 nhọt nha. Ai qua lấy xỉ bên em tối thiểu 50 đôi mới có giá 169.000. Nhưng mà ngày hôm nay ok, Linh Khánh mẫu B1 màu trắng xanh size 38 giá 199.000 em chúc cho mình nha tình yêu Linh Khánh nha. Thì ngày hôm nay em sẽ đem mẫu này lên trên live sale với mọi người bao giá xỉ luôn. Em bao luôn cả giá xỉ, nó thấp hơn cả giá xỉ luôn nhọt nha. Bởi vì sao? Hiện tại mẫu van này em đang có màu trắng, màu hồng và màu đen đủ màu cho mọi người. Nhưng size chỉ có size 34, 35 và 36 thôi nha mọi người. Size thì em chỉ có 34, 35 và 36 thôi hả? Đó là lý do tại sao ngày hôm nay em sẽ sale cho mọi người mẫu A1 này với giá là 149.000 được không ạ? Bao giá giày thường cho mọi người luôn nha. Mẫu bên em là đế cao su dẻo, hàng thường người ta bán 150, 180 một đôi. Ngày hôm nay em bán cho mọi người còn đúng 149.000 được không ạ? 149.000 dành cho mẫu A1 em đang cầm trên tay. Có màu trắng, màu hồng và màu đen. Size chuẩn của nữ từ 34, 35 và 36 được nha. Size chuẩn của nữ còn từ 34 tới size 36 nha mọi nha. 34, 35, 36 ạ. Nên là mọi người thông cảm em một xíu ha. Hiện tại mẫu A1 này bên em đang bị lẻ size nha mọi người nha. Rồi, ai muốn sở hữu đôi và A1 cao cấp này, Adidas này thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền. Đế cao su dẻo nhọn nha. Em bẻ cong như này mà đế giày vẫn trở lại như bình thường. Không hề có một vết cấp, vết nứt gì hết ha. Vải gì thì sao ạ? Mọi người mang chà giặt thoải mái cho em luôn, cũng không có sợ bị xù lông ha mọi người ha. Màu trắng thì không có sợ bị ngã vàng, màu hồng và màu đen thì không có sợ bị ra màu nhọn nha. Nên là ai muốn mua mẫu A1 này, mọi người cứ việc lên đơn hàng đúng với em là A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Màu trắng, màu hồng và màu đen, size chuẩn của nữ từ 34, 35 và 36 nha mọi người nha. Rồi, thì hiện tại những tin nhắn đang theo dõi livestream của em, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em nha mọi người nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen, form giày cực kỳ ôm ha mọi người ha. Form giày ôm, đế giày đa năng chuyên dụng, đi mưa nước thoải mái cho em luôn. Cũng không có sợ bị mục đế, mòn đế và gãy ngang đế đâu nha mọi người nha. Ngày hôm nay mẫu con này bên em đang bị lẻ size ha.
sau khi soạn đơn sỉ xong rồi, bỏ sỉ xong rồi thì hiện tại mẫu van này bên em á còn rất là ít nha mọi nha. Còn cái size nhỏ thôi nên mọi người thông cảm em ạ. Ok, thanh trương nè, màu đen size 36 mẫu A1, em chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi, ai mua mẫu A1 này mở mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Form giày ôm, đế giày đa năng chuyên dụng, hạn chế sự trơn trượt, đi mưa nước thoải mái trên nha mọi người nha. Một đôi giày mọi người mang đi học, đi làm, đi chơi, tập gym, chạy bộ, tập thao ok hết học ha. Phối váy suông, quần sọc, quần jean mang đi cực kỳ năng động và cá tính nào. Và đặc biệt một điều nữa là đế cao tầm khoảng 3 phân thôi nhận nha. Bởi vì sao? Những mẫu hàng giày đa năng chuyên dụng đế của nó tầm khoảng 3 phân đổ lại thôi học ha. Để mọi người mang đi học, đi làm, đi chơi nhộn nha. Thì ngày hôm nay mẫu này mọi người mang mẫu A1A. Mẫu A1 này mọi người mang lên chân nó sẽ, mọi người sẽ mang, và khi mà mọi người mang và nó sẽ ăn gian chiều cao tầm 4-5 phân ạ. Và mẫu này khi mọi người mang á ha, mọi người thể mang đi thoải mái bất kỳ nơi đâu cũng được hết nha mọi nha. Và mẫu này hiện tại em còn size từ 34 cho size 40 thôi ha mọi ha. Màu trắng, màu hồng và màu đen, size là 34, 35 và 36 nha mọi nha. Còn size nhỏ thôi nên em mới sale rẻ hơn cả giá sỉ của em ha. Mọi người biết rồi, mẫu này bên em tại sao em đang hiện tại ở tại cửa hàng em vẫn đang đủ màu đủ size và em đang bán với giá là 350.000. Ai mà bên em lấy sỉ tối thiểu 50 đôi mới có giá là 169.000, đúng không ạ? Mà ngày hôm nay hiện tại em còn size nhỏ thôi mọi người ơi, size 34, 35, 36 size nhỏ nên em bán với mọi người bằng với giá bỏ rẻ hơn cả giá bỏ sỉ em luôn là 149.000 nha mọi nha. Tính như nào muốn mua mẫu A1 này tranh thủ lên đơn hàng cho em liền. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nè. Hồng Hiên cho em xin xin ngỏ nha tình yêu nha. Na Kokomi màu trắng size 35 chút đơn hàng nha. Lê Thị Thanh Minh ơi mình cho em tin là đúng của phép đi tình yêu ơi. Anh Hoa Đào màu hồng size 35 chút đơn hàng luôn nè. Rồi ai đặt hàng nữa tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền ha mọi người ha. Rồi ok tình yêu, Lê Thị Thanh Minh nè, màu trắng size 36 chút đơn hàng cho tình yêu luôn nha. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Ngày hôm nay em lên trên line bán cho mọi người mẫu A1 này, mọi người yên tâm 100% về chất lượng giày giúp em nhập nha. Đế cao su dẻo vải, giày cao cấp và là hàng giày form ôm, đế giày chuyên dụng, hạn chế sự trơn trượt, đi mưa nước thoải mái cho em. Mẫu này em bán cho mọi người với giá 149.000, em bao luôn cả giá giày thường cho mọi người ha. 169.000 em đã bao giá giày thường rồi, ngày hôm nay em bán còn đúng 149.000 bởi vì em còn size nhỏ thôi ha mọi ha, size 34, 35, 36 à, nên mọi người thông cảm em nha. Ok, Hồng Phúc Trần màu hồng size 34 em chút đơn hàng nè. Trinh Võ màu đen size 36 chút đơn hàng luôn nha. Rồi ai nữa, Ti Ti ơi mình đặt màu nào, size nào tình yêu ơi. Em còn 3 màu, màu trắng, màu hồng và màu đen, nhưng size chỉ còn size 34, 35, 36 thôi nha tình yêu nha. Vân Dương màu trắng size 36 chút đơn hàng luôn ha. Thật sự với mọi người từ trước đến nay em chưa bao giờ bán mẫu nào, em chưa bao giờ bán mẫu A1 này với giá 149.000 nha. Lên trên live sale cùng lắm là bằng với giá bỏ sỉ là 169.000. Ngày hôm nay em giảm hẳn cho mọi người còn đúng 149.000 thôi. Đó là mọi người tranh thủ lên đơn hàng xem liền nha. Ok, TT màu trắng size 35 nè. Lê Thị Thanh Minh thêm đôi màu đen size 36 em chút đơn hàng cho mình luôn nha. Rồi, ai mua mẫu A1 này nữa tranh thủ lên đơn hàng xem liền đi mọi người ơi. Rồi ok, Như Ý Nguyễn màu hồng size 36 chút đơn hàng luôn nha. Tình yêu nào ngày hôm nay có cơ hội tiếp cận cái livestream này thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha. Có cơ hội tiếp cận cái livestream này tranh thủ lên đơn hàng cho em liền ha mọi người ha. Rồi ok, Mai Nguyễn nè, màu hồng size 34 chút đơn hàng luôn nha. Ai mua mẫu A1 này nữa mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha mọi người nha. Hiện tại bên em đang có size từ 34, 35 và 36 nha mọi nha. Size từ 34, 35 và 36 nha mọi người nha. Ok, Mai Nguyễn mẫu A1 size 34 màu gì tình yêu ơi? Màu trắng, màu hồng hay màu đen ạ? Ngày hôm nay mọi người mua hàng trên live của em với giá sale là 149.000. Mọi người vẫn được hỗ trợ nhận hàng tại nhà, thanh toán tiền tại nhà. Mọi người được kiểm tra hàng và được hỗ trợ đổi size luôn nha mọi người nha. Và ngày hôm nay thì mẫu A1 này bên em sau khi bỏ sỉ xong rồi ha, nó còn sót lại, mà sót lại size nhỏ à mọi người ạ, nên mọi người thông cảm cho em nha. Em sẽ kho cho hết cái mẫu A1 này luôn rồi ha. Đó là mọi người tranh thủ em liền nha. Em sẽ kho cho hết cái mẫu A1 này nha mọi người nha. Rồi, màu trắng nè, màu hồng nè. Ok, Nguyễn Phương Giao màu hồng size 34 chút đơn hàng nha. Và cuối cùng là màu đen ạ. Màu đen ha mọi người ha. Size chuẩn của nữ từ 34 trở size 40 nhỏ nha. Đế cao su dẻo vải, giày cao cấp và hàng giày form ôm ha mọi ha. Đế giày chuyên dụng, hạn chế sự trơn trượt, đi mưa rất thoải mái cho em ạ. Bên em chỉ bán giày thể thao nữ, em ship
Em chỉ nhận ship ở trong đất nước Việt Nam thôi nha mọi nha. Em chỉ nhận ship ở trong đất nước Việt Nam thôi ha mọi người ha. Nên là mọi người thông cảm giúp em nè mọi người ơi. Rồi, hiện tại em muốn mua mẫu A1 này nữa, mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nha. A1 cộng 169k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. A1 cộng 169k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen, size chuẩn của nữ từ 34 cho tới size 40 ạ. Size chuẩn của nữ từ 34 cho size 40 nha mọi người nha. Mọi người muốn mua mẫu nào, mua màu nào, muốn mang size nào cứ việc lên đơn hàng đúng với giúp em. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại trực tiếp cho mọi người, tư vấn cụ thể và rõ ràng hơn cũng như là chốt đơn hàng cho mọi người nha. Rồi, còn không ai đặt mẫu A1 này nữa thì em sẽ biết được kết thúc live luôn. Và khi em kết thúc live rồi thì đảm bảo với mọi người giá thì chắc chắn sẽ phải quay về với giá gốc là 350.000 nha. Ngọc Nhi màu trắng sao lại em hết rồi tình yêu ơi. Sao vậy em hết rồi nha Ngọc Nhi nha. Hiện tại em chỉ còn size 34, 35 và 36 thôi ạ. Hiện tại mẫu A1 em có đủ màu cho mọi người, màu trắng, màu hồng và màu đen. Nhưng size em chỉ còn size 34, 35 và 36 thôi nha mọi người nha. Size em chỉ còn size 34, 35 và 36, em hết size 37 rồi ha tình yêu ha. Rồi, ai mua mẫu này mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền nha mọi người nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen, size chuẩn của nữ từ 34 cho tới size 36 nha mọi người nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen ha mọi người ha. Rồi, em sale mẫu A1 này cho mọi người 2 phút cuối cùng nữa thôi ha mọi người ha. 2 phút cuối cùng và em sẽ kết thúc live ngay tại đây luôn nha mọi người nha. Hiện tại Trương sở hữu đôi A1 này với giá sale là 149.000 ha. Duy nhất ngày hôm nay, duy nhất một cái live này thì ngày hôm nay em bán cho mọi người mẫu này. Ai mà bên em lấy sỉ tối thiểu 50 đô mới giá 169.000. Mà hôm nay hiện tại bên em đang bị lẻ size. Còn size 34, 35, 36 thôi nên em bán cho mọi người còn đúng 149.000 nhọc nha. 149.000 dành cho mẫu A1 em đang để ở đây cho mọi người chọn lựa ha. Đủ màu cho mọi người, màu trắng, màu hồng và màu đen. Nhưng size chỉ còn size 34, 35 và 36 thôi nha mọi nha. Size chỉ còn size 34, 35 và 36 thôi mọi người ha. Nên là ai muốn mua mẫu A1 này mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em liền nè. 149.000 nha mọi nha. 149.000 giúp em ha mọi người ha. Để mang em cảm ơn Ngọc Tú rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ thì em sẽ tiếp tục công bố danh sách những tiêu mình trúng thưởng mini game mua giày với giá sale là 15.000 đồng, 30.000 đồng 2 đô nha mọi người nha. Thì những tình yêu nào mình đang theo dõi livestream của em, mình có tên trong danh sách ha mọi ham. Mẫu B1 còn size 35 không chị, còn nha bu, còn nha bư bạch nha, còn nha tình yêu ha. Mẫu B1 còn size 35 nha tình yêu nha. Rồi, mình muốn mẫu B1 mình lên lại đơn hàng em là B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha, bư bạch ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ công bố danh sách những tình yêu mình trúng thưởng mini game mua giày với giá sale là 30.000 đồng 2 đôi. Thì ở đây tình yêu nào có tên trong danh sách nhớ chụp màn hình lại, sau đó inbox liền cho shop để được chốt đơn hàng giày 30k nha. Còn hiện tại bây giờ thì em sẽ biết được bây giờ thì em sẽ công bố danh sách luôn. Thì trong thời gian em công bố danh sách, ai mua mẫu A1 này với giá sale là 149.000 ha. Size từ 34, 35 và 36. Size còn 34, 35 và 36 nhỉ nha. Thì mọi người tranh thủ giúp em liền. Màu trắng, màu hồng và màu đen size 34, 35, 36 hoặc ha. Còn size nhỏ thôi đây em mới sale cho mọi người với giá là 149.000 nhọc nha. Còn bình thường thì đã lên trên line sale là em luôn luôn sale bằng với giá bỏ sỉ hoặc ha là 169.000. Duy nhất cái line ngày hôm nay em sale còn đúng 149.000 cho mọi người nè. Ok mũi bé nha. Mũi bé ơi, mình đặt màu nào, size nào tình yêu ơi. Em còn size 34, 35, 36 thôi nha tình yêu nha. Rồi ok, mũi bé màu hồng size 35 chốt đơn hàng cho mình nè. Rồi bây giờ em sẽ công bố danh sách nha. Tình yêu đầu tiên có tên trong danh sách ngày hôm nay đó chính là Úc Trinh ha. Nhớ giúp em nha mọi người nha. Ai mua mẫu A1 ngày hôm nay với giá sale là 149.000 thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng cho em liền ha. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Tình yêu tiếp theo là Ngọc My ạ. Ngọc My.
Nguyễn Ngọc Tuyền. Rồi, hiện tại tình yêu nào mà muốn sở hữu đôi A1 này ngày hôm nay thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng với em liền nha mọi người nha. Size còn 34, 35 và 36 thôi ha mọi ha. Bên em chỉ còn size nhỏ bị lẻ size ra đó mọi người, nên mọi người thông cảm em ha. Ngày hôm nay em sẽ tổng xả kho hết cho mọi người mẫu A1 này luôn. Nên là tình yêu là đặt hàng tranh thủ lên giúp em liền nha. A1 cộng 149k, cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. A1 cộng 149k, cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha. Rồi tình yêu tiếp theo là Nguyễn Nhật Lệ. Nguyễn Như Ý. Rồi ok, bưu bạch mẫu B1 nè, màu trắng xanh size 35, chút đơn hàng cho bưu bạch nha. Nhưng như là đặt hàng trên live mọi người nhớ để điện thoại giúp em ha. Tí nữa đây khi em kết thúc live rồi bên em sẽ có nhân viên gọi điện thoại trực tiếp cho mọi người chút đơn hàng cho mình nha mọi người nha. Nguyễn Thị Minh. Ngọc Huyền Thị. Rồi ok, Thủy Putin nè, màu đen size 36, em chốt đơn hàng cho mình nha Thủy Putin nhé. Bùi Kim Dung. Dương Cầm. Bé Ngọc. Rồi, và Bé Ngọc là tình yêu cuối cùng đặt và tình yêu Bé Ngọc là tình yêu cuối cùng có tên trong danh sách ngày hôm nay ha mọi người ha. B1 còn size 39 nha Bùi Thanh Trúc nha. Mình muốn mua mẫu B1 mình lên đơn hàng em là B1 cộng 199k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày ha Bùi Thanh Trúc ha. Rồi, hiện tại thì không ai đặt mẫu A1 này nữa đúng không ạ? Ngày hôm nay mẫu A1 này em còn size nhỏ thôi nên mọi người cũng thông cảm em nha. Size 34, 35 và 36 nên đó là lý do tại sao thường thì em lên trên line bán cho mọi người em là lúc nào cũng sẽ bằng với giá bỏ sỉ là 169.000. Ai nhập tối thiểu 50 đô có giá 169.000 thì ngày hôm nay em bán cho mọi người trên line ha. Đấy là lên trên line sẽ bằng với giá bỏ sỉ á là 169.000. Nhưng mà hiện tại mẫu này bên em tại kho còn size nhỏ mọi người ơi, size 34, 35, 36 à. Nên em mới quyết định lên trên line sale với mọi người rẻ hơn cả giá bỏ sỉ luôn là 149.000 nhỏ nha. Thì không ai đặt mẫu A1 này nữa thì em sẽ biết kết thúc live ngày hôm nay luôn hả ha. Rồi, hiện tại những tin yêu nào có tên trong danh sách trúng thưởng nhớ chụp màn hình lại, sau đó inbox liền sẽ được chốt đơn hàng dày 15k 30k nha mọi người nha. Còn bây giờ thì em sẽ biết kết thúc live ngay tại đây ha. Rồi, ai mua mẫu A1 này nữa thì mọi người tranh thủ lên đơn hàng giúp em là A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. A1 cộng 149k cộng số điện thoại cho em xin màu và size giày nha. Còn bây giờ thì em sẽ biết kết thúc live ngay tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream của em vào buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha.